Ok, thì xin chào tất cả những anh em đã quay trở lại với mình nha. Thì mình là Phong đây. Và hôm nay chúng ta sẽ đi tìm cái khổ quá là từ thế nào đi tìm cái thánh vật cuối cùng đó. Ok, trong trò chơi này mình đang trên đường đến đây. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về bên trong căn nhà ma ám này. Ý cậu là bên ngoài? Đúng vậy. Trẻ em đâu được vào đây. Nhưng một ngày kia, thân Tommy ói hết mật xanh mật vàng và khiến cho chúng tôi có cơ hội lẻn vào trong. Đúng là anh hùng mà. Phong, kêu cậu ói được không? Tôi nghĩ được, nhưng mà tôi cần sự giúp đỡ. Tệ ghê, cậu không hửi được vớ của tôi. Vớ, ok. Tớ e rằng là ma là không mùi đó. Đáng tiếc ghê ha Tommy. Tớ lại vừa nghĩ ra ý tưởng thế này. Cậu chỉ cần tìm đường vào thôi, cho dù cách đó có tẩm lợn tới cỡ nào. 10 trên 100. Gì đấy? Là sao? 20 trên 100. Thằng này đang nói gì đây? Nói được chưa? Tôi không biết. Đầu tôi hơi cay cuồng một tí, nhưng mà nó vẫn chưa đủ đô. Nó cũng biểu thằng cha kia đang đứng, đang đếm cái gì các bạn ạ. Là sao nhỉ? Hay tôi phải ăn cái gì à? Đây là bánh kẹp phô mai ăn được không? Không ăn được à? Ăn kẹo dính nước dãi. Nhưng nó dở tệ. Thế là tôi không biết. Đầu tôi hơi quay cuồng một tí. Ôi dồi, khiếp mặt xanh lét vào rồi này các bạn ơi. Nhưng mà còn cái gì để ăn đâu nhỉ? Bánh kẹp phô mai thì không ăn được rồi. Cậu nhìn tệ ghê. Tôi mong rằng cậu không nôn mửa. Ít nhất là không phải ở đây. Ok thì chúng ta được 70 trên 100 rồi, nhưng mà còn gì nữa nhỉ? Chả biết là mình ăn được cái gì nữa. Ui rồi, ăn luôn cả diêm ạ, vãi cả trường. Nhưng mà chết à? Có cái gì ăn được? Có vẻ như khá tiền trong đây. Hộp tiền. Một cái nhìn như trong viên gạch vậy. Mình phải làm gì bây giờ? Mình chả biết nữa các bạn ạ. Em nhìn cái mặt trông xanh lét vào rồi này. Kế. Hay là phải lắc điện thoại à? 85 rồi. Ok thì mình đã kể bào chì bãi ói. Bạn nào ói ok thì mình đã trở lại rồi đây. Và mình thử xoay vòng điện thoại của mình nữa các bạn ạ. Thì cuối cùng nhân vật chính của mình đã chóng mặt và nôn lở bãi. Và cái tên bảo vệ phải ra dọn dẹp, cho nên chúng ta đã có thể lẻn được vào đây rồi. Tiếp tục nào. Không lâu sau đó, tôi không ngờ nó có hiệu quả đấy. Được bánh chuột nha. Ok, nhớ giảm tiếng. Tiếp tục nha. Đi lên sàn đây. Ở đây cũng có vé chưa xét này. Này, cậu lẻn vào trong lúc tôi dọn đống ngói của cậu. Không ai cần phải lẻn vào nếu như có vé quá. Nhìn như này. Im luôn, nói năng gì nữa. Ok, đi ra đi vô bao nhiêu cậu muốn, nhưng mà tôi sẽ lấy vé của tôi lại. Nó có chữ Ippolito ở trên. Anh chàng ở căn nhà hương cũng tên là Ippolito. Mình nghe thấy điều đó, hình như nói chuyện một mình. Và nó chứng minh rằng tất cả đều là một người. Tất cả đều là trùng hợp thôi. Tôi biết đó đều là anh ở tất cả các địa điểm. Tôi kệ chàng trai. Nó có nhân bản hay không thì nó không ảnh hưởng gì đến mình. Bức khảm chưa hoàn thiện. Ok, chúng ta phải đi tìm đủ các mảnh ghép à. Ok. Vậy thì chúng ta sẽ vào căn nhà, vào căn phòng đầu tiên nào. Căn phòng này chẳng đáng sợ đến như vậy. Úi giời, giật hết cả mình cái thằng cha này.
Thằng khốn. Ơ kìa, từ từ. Không có chuyện với thằng đấy à? Ừ, rồi kệ đi. Gói búp bê này. Rồi sao? Không xoay nó được à? Chả hiểu lắm. Mình đoán là chắc là mày ghép là ở trong con này thôi. Nhưng mà làm thế nào để có thể lấy được nó ra nhỉ? Ok, như vậy chúng ta tay chân được vào đầu nhưng mà phải làm nhà nhỉ? Khiếp. Có vẻ như là những cái câu đố trong màn này có vẻ hơi khó rồi hả? À đây rồi. Ok. Giờ phải xé đôi con đấy ra. Ok, chúng ta có hai mảnh ghép rồi. Tiếp tục đi tìm nào. Căn phòng thứ hai. Ôi trời ơi. Sao mình phải sợ kẻ ngu ngốc ở trong bức tranh này? Gì đấy? À, ok, hiểu. Hiểu vấn đề rồi đấy. Ok, bạn đợi mình một chút nha, để mình nghiên cứu thử xem như nào. Chưa được. Chưa được, phải lùi xuống một tí à. Hay lên một tí à. Ok. Rồi, ra được ba cái rồi. Ok, ngon lành. Chúng ta đã có ba mảnh ghép rồi. Tuyệt vời. Tiếp tục nào. Tiếp tục làm tiếp theo. Đây rồi. Trong này sẽ có dấu gì đây? Đấy, giáo phái Cuồng Tín à? Thôi, chữ này chịu không lòng được. Trong căn phòng này, mình phải tí ý bắt luôn. Úi rồi ôi. Giáo phái hay gì đây? Xin thưa lỗi, tôi chỉ đang tìm đàn vệ sinh thôi. Đây 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 đây. Cái này cái gì? Lại phải sắp xếp theo trình tự gì đấy à? Nhưng mà mình đâu biết là sắp xếp theo trình tự gì. Ui, khó thế. Ok, bằng một cách thần bí ở đấy mình xoay bừa thì cũng đã được mảnh ghép rồi các bạn ạ. Thôi thôi, thoát ra khỏi đấy thôi. Không biết cái bọn này làm trò gì trong này nữa. Té thôi. Căn phòng cuối cùng nha. Ôi rồi, toàn các dụng cụ này, vũ khí này. Nhìn đấy, không mở được cửa này. Ok, có cái bàn tay này. Ok, chọn được tất cả các bàn tay nó mở ra hết à? Các ngón tay mở ra được hết. Ok, hiểu. Ok, cũng xong rồi các bạn ạ. Rồi, mình kết... Ui ơi! Như có một cái bóng thằng nào đấy nó vừa mở ra đúng không các bạn? Ok, nhưng mình không biết đây thằng nào cả. Mình tốt nhất là nên thoát khỏi đây. Rồi, trời ơi. Khó khăn thật sự. Nhưng mà chúng ta đã thu thập đủ các mảnh ghép rồi. Bây giờ chỉ có một việc cuối cùng thôi. Đó chính là mở khóa căn phòng cuối cùng. Đây. Mình có thể mở đây rồi. Để át hẳn
Là cánh cổng đến nơi bị nguyền cuối cùng. Cậu phải giữ bình tĩnh, cho dù cậu có thấy thứ gì trong đó. Nỗi kinh hoàng, sự điên loạn, cơn ác mộng, nỗi sợ hãi, sự tất sao lại là một ông già thế này? Mình cứ tưởng là phải là gặp quái vật chứ. Cậu cứu tôi rồi. Tôi đã lang thang ở những đường dây xe lửa này 50 năm và cố tìm lối ra. Họ đóng cửa nó vì nơi này quá nguy hiểm và nhiều người bị lạc. Nhưng mà họ nhốt tôi ở đây luôn. Cảm ơn đã thả tôi ra. Ok. Rồi, như vậy chúng ta đã cứu được đứa trẻ đi lạc 50 năm rồi. Nhưng mà chưa thấy con quái vật đâu. Tiếp nhìn mà sang người này ghê quá thế nhỉ. Chuyến tàu ma quái. Tôi không hiểu. Nó bị nguyên cuối cùng đâu? Thì anh không hiểu sao mà tôi hiểu được. Rồi giời đất ơi. Răng giả cuối cùng đâu? Ơ kìa. Sao lại gặp lại thằng này? Thằng này chính là cái thằng thị trưởng các bạn ở phần 1 đấy. Nhưng mà mình nhớ không nhầm là thằng này bị ngã rồi. Nó nhảy xuống vực rồi mà nhỉ. Sao thằng này vẫn còn sống đây? Có gì sai sai ở đây đúng không? Vậy thằng này vẫn còn là người cơ, chứ nó không phải là bị hóa quỷ đâu. Ok, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nguyên nhân nhé. Chúng đang nằm ngay ngắn trong kẹo cao su của ta. Và dính chặt cặp đôi nhá. Anibale Xemu. Nhìn này, Pixie thật đã trở thành con ma. Ủa, lão này lão có nhìn được thấy luôn cả Junior luôn à? Wow, sao lại như thế được? Ngươi lẽ ra phải chết chứ. Ngươi đã nhảy xuống vực thẳm trước mắt ta. Người đúng là một thám tử tệ hại mà. Không xác sống, không tử vong. Thế là cái điều mà cái thằng cha này vừa nói rất là đúng. Nhất là trong phim về chuyện này các bạn. Khi mà chúng ta chưa nhìn thấy cảnh tận mắt một cái người nào đấy bị giết thì rất có khả năng cao là người đấy vẫn còn sống. Ta đã lặn xuống một cái hồ và sống sót sau cú ngã. Ngươi là tên khốn đã đâm ta. Cuối cùng, ngươi cũng chịu bắt đầu dùng não rồi đấy. Ta chính là người đã thực hiện nghi lễ liên kết thế giới 2D và 3D lại với nhau. Ta biến những thành viên đã chết thành quái vật và lừa các ngươi đi thu thập các thánh vật cho ta. Và bây giờ, những thánh vật đó sẽ giúp ta bất tử. Ta sẽ tạo ra một bộ răng giả 3 chiều và rời khỏi thể 2D mãi mãi. Cười đi nào, Phong. Ngươi sẽ trở thành ma như người bạn Junior của ngươi thôi. Chạy đi, Phong. Ui rồi. Ui vãi cả trưởng ạ. Mình lại còn được những cái bộ xương này cứu á. Ảo thật đấy. Ok. Sẽ trái, sẽ trái. Ui sổ, nhưng nhẹo quá. Không biết bộ xương này là ai nhỉ? Ok, tự nhiên là được những người đến cứu. Chúng ta phải chạy trước đã các bạn ạ. Ảo thật đấy. Mình có chưa hiểu chuyện gì nó xảy ra nữa. Nhưng tóm lại chúng ta bây giờ phải chạy. Phổ nghiêng. Nhưng sắp lướt vào ra ngoài nơi rồi. Ít đệt cái thằng nó để cái thằng nã giữa đường thế này. Không sao. Ok, ý là mình còn thoát được. Thì thằng cha thị trưởng là này chắc chết thật rồi các bạn ạ. Ôi dồi, máu me be bét thế này. Để nhìn kìa. Hắn mất bộ răng giả của hắn rồi. Cậu đã thu thập đủ các thánh vật. Chúng đã sẵn sàng. À, chúng ta đã sẵn sàng để đảo ngược nghi lễ. Những gì ta cần làm là khiến chúng ta ra trong chiếc nồi lớn. Nồi lớn. Chúng ta tìm cái nồi lớn ở đâu bây giờ? Có lẽ chúng ta dùng cái nồi bình thường cũng được. Tôi cá là cậu có cái nồi ở nhà mà. Cái nồi nhỏ thì sao? Chắc phải được thôi. Ok. Rồi, trên đường về nhà. Ê các bạn ơi, thằng này là cái thằng tài xế xe buýt mà mình cứu đúng không? Hình như là vẫn chứng nào giật nấy thì phải. Biết thế không cứu nó. Giơ tay lên, đồ mất nếp. Tôi không thể, tôi không được vẽ hình đó. Túi đồ của ngươi giờ là của ta.
À, này, anh là tài xế xe buýt. Anh không thể làm vậy với tôi được. Tôi cứu anh khỏi con quái vật đó mà. Có vẻ như là ta có thể làm được vậy đó. Tạm biệt, đồ khốn nạn. Thằng mất dạy này. Chết đẹp. Biết thế mình giết nó luôn các bạn ạ. Trời ơi. Cứu nó xong bây giờ để nó cướp mất túi đồ rồi. Mình cần tìm hắn và lấy lại đồ. Này, có vẻ như hắn không lấy mọi thứ. Hắn chưa lại hộp tiền này. Ừ thì khốn nạn thay, đây chỉ là cục gạch. Người trao đổi đó có vẻ thật thà mà. Rồi ok, chúng ta mất hết rồi, còn mỗi bên phải thôi các bạn ạ. Như vậy là chúng ta vừa mất tiền, à cái nhầm, vừa mất đồ vừa mất tiền. Và cái thằng có bán vé đi nó chạy rồi. Ê, trời ơi, tưởng lãi. Nhưng mà hóa ra là không. Tuyệt vời, ông mặt lời. À, ok. Bây giờ đi đâu nhỉ? À, hai bên xe à? À, mày đi rồi. Con đi bắt chuyện với thằng này không? Tôi chết rồi. Nó chạy bất ngờ đâu. Tôi xong rồi các bạn ơi. Tôi chết rồi. Đang cứ chạy rồi bây giờ lấy đồ của tí bây giờ. Chết rồi. Chết rồi các bạn ơi. Bây giờ làm gì? Cái đẹp bây giờ mình có viên gạch để làm gì bây giờ? Mình không bao giờ dùng nó để làm bể cửa sổ. Nhỉ? Cửa sổ á, cửa sổ gì? Nó chết rồi. Nó mất túi đồ rồi. Nhưng biết bây giờ phải đi đâu nữa, bệnh viện à? À, mày đây rồi con. Mày đây rồi, mày đây rồi. Mày ăn đòn. Láo tét quen. Ôi trời ơi. Tôi sẵn sàng rồi. Tới lúc đặt dấu chấm hết cho chuyện này thôi. Ơ kìa lại còn thằng này nữa. Sao thằng này vẫn còn sống được? Vô lý. Anh đi ba lê. Người vẫn còn sống ư? Sao hắn lại nói chuyện như vậy? À ồ đúng rồi. Chúng ta lấy răng giả của hắn rồi. Ta sẽ giết ngươi. Giết ngươi. Mày nhờn này. Cảm ơn anh, Junior. Em nợ anh một lần luyện đèn treo. Ừ thì lần này hắn ta chết thật rồi. Bắt tay vào thôi nào. Các thánh vật đều trong chảo rồi. Bây giờ sẽ thực hiện một nghi thức bằng câu thần chú của giáo phái. Ok. Trong lúc này mình sẽ đứng đợi thôi. Úi dồi. Chuyện gì nó xảy ra vậy? Thứ gì thế kia? Nó có vẻ giống như một cổng không gian, một đường gom xuyên thời gian. Nghi thức này lẽ ra là phải quay lại vào thời gian vào lúc thành lập giáo phái. Có thứ gì đó bị sai ư? Nhật ký của giáo phái có đề cập đến việc dùng nồi lớn rất kỹ. Vậy thì tôi đoán cậu phải bước vào cánh cổng đó và tự thay đổi quá khứ thôi. Cẩn thận và đừng đùa với dòng thời gian. Cố phá hoại cái của chúng, nhưng mà đừng có xen vào các sự kiện khác. Anh sẽ đi với tôi, đúng chứ? Không, người bạn của tôi. Câu chuyện này đối với tôi đã kết thúc rồi. Không, làm ơn đừng bỏ tôi lại. Công việc của tôi ở đây xong rồi. Tới lúc tôi phải đi đây. Tôi sẽ không bao giờ quên anh, Junior. Cái thằng thị trưởng nó ám dài quá đấy các bạn ạ. Ta sẽ không đóng cái cổng không gian này lại. Chết đi, Annabelle ấy.
ta sẽ tự tay mang ngươi xuống địa ngục. Thả ta ra. Nhanh, Phong, bước vào cánh cổng đi. Mặc áo khoác của tôi và nhớ cẩn thận đừng bị lộ. Tạm biệt, bạn tôi. Rồi, ok, như vậy là Julian đã tóm thằng Anibale X-Lemo về chỗ trời rồi. Liệu thứ này sẽ đưa mình quay ngược thời gian nữa? Chỉ có một cách tìm ra sự thật thôi. Ok. Rồi, thì năng ra thì tập này cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Ok, mày qua nó chỉ đùa thôi. Bây giờ anh ngồi xuống và tận hưởng cho lúc chúng ta quay lại 50 năm trước. Úi dồi, bọn cái thằng nhân bản vô tính bán vé này. Thôi, đây sẽ là nội dung của tập sau nhé các bạn nhé. Ok, tập này khá là dài rồi. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo nhé. Bye bye mọi người.